for the mice. It comes with the seasons at a price. I look it in the eye, and only a matter of time, the wisdom seeps through you so far. Hello, chào tất cả bạn. Hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi thăm cái cuộc sống của những người vô gia cư ở thành phố Mỹ Hòa. Ở đây hôm nay mình đi trên city, các bạn thấy rất là nhiều người ở đây sống không nhà không cửa và sống ngủ đồ này đồ kia vật vờ, thấy thương họ lắm các bạn ơi. Thôi mời các bạn hãy đi theo mình ha, mình sẽ coi các bạn xem ha cảnh ở người dân ở khu gia cư ở họ sống và sinh làm như thế nào ha. Rồi mình sẽ làm thêm nhiều video khác cho các bạn xem ha. Thôi mời các bạn đi theo mình ha. Mình đang chờ đón tàu thì vô tình mình gặp một người bạn, người anh ta và nói chuyện với anh ta rất là thân thiện các bạn ạ. Hôm nay mình đi tới đây mình gặp người bạn mình tên What's your name? Let's see. Craig? Hey. Or Turtle? Craig. Yeah. How are you? Today? Sorry? Where you sleep? I sleep on the street. Yeah. But if I get up $25, I go to a place in Hawthorne. They give you a bed, meal, shower, you can wash your clothes. Look, you're really tired. Yeah, I've been up all night, man. So yeah, now you've got to keep walking all day, keep asking people for change. You live in Melbourne? Sorry? Where do you live? Everywhere. Everywhere? Yeah, anywhere. Anywhere. Yeah, sometimes I sleep here. Very busy. Yeah, I was gonna say that's what I was gonna say. You wanna sit down with you? No, don't worry. I'm going foot squat. Foot day? Yeah, try and see if I can get change there. Okay. You live here? Yeah, I live in San Juan. Cuộc sống của những người này rày đây mai đó, không nhà không cửa, không vợ không con, và họ không biết đi trôi lạc vào đâu các bạn ạ. Rất là nhìn rất cảnh rất là đáng thương các bạn ạ. You have family? Family? Yeah, but not that can help me. They live, my mom and dad live the other side of the city. I see too. I can't live with them. You know, so. No, how? Just sleep in the street. Very tired. Yeah, that's right. Yeah. So whenever I make enough, I go for to homeless shelters. But $25 a night to stay in a homeless shelter. Những người này họ buộc phải ở ngoài đường các bạn ơi. Họ ở khách sạn thì xe phòng với người ta thì $25 một đêm á các bạn. Nhìn rất là thương các bạn. How about 6 á? Sorry. Whenever I can. Anywhere. Yeah. Whenever I can. In Australia, very easy. In my country, right. Yes. Clothes dirty, you know. It's the worst. Yeah, they have the Salvation Army. Nhìn họ không biết trôi dạt về hướng nào. Họ không nhà, không cửa, không chị em, không gia đình. Bây giờ họ chỉ có cái ba lô ở trên người thôi các bạn. Và họ đi tới vùng này, vùng kia, đi khắp mọi nơi. Và ngủ ở khắp trên vỉa hè, lề đường. Và ăn uống không biết như thế nào. Nhìn cảnh họ như thế này mình rất là đáng thương các bạn. Những lúc mùa đông, giá lạnh, họ không một tấm chăn. Rất là thương các bạn ạ.
Yeah, I come up here and stay sometimes, so you might see me around. Yeah. Thank you. Yeah. I'll probably get to see mum and dad for Christmas. That'll probably be about it. Go and see them. Oh, tired. That's very tired. Carrying this everywhere too. How many kilo at the back? 10, 15. Yeah. Well, sometimes it gets up to 20, 25. Depends on what I've got in it, you know. Today, not so bad, but, you know, a lot of the time it's very heavy. Just, yeah, bits and pieces of everything. Yeah. What's your name? Craig. Craig or Turtle. Yeah, you know, like a turtle with a shell on its back? Yeah. You know, turtle. Yeah, turtle. Yeah, that's what people call me. Yeah. No cut hair? No hair. Not a long time. I went to hospital to get that operated on a couple of years ago. And I shaved my head and shaved my... And I haven't had it cut since. So a couple of years, maybe more of hair. Yeah. Just never had my money for it. Needs a good cut though. Too long. Where are you from? Your country. Country. Your country. Your father and mother. They're both Australian, but my grandparents, my mum's side is Scottish and my dad's side is German and a bit Irish. Germany. Yeah. Germany. My grandmother was German. Germany. Yeah. You come there before? Sorry? You come Germany before? Nah. No? My little sister's been over, but I've never been over. I've never left Australia. You like Australia? Good country. You know, it's a good country to live in. You know, it's just, it can do a lot better. It should be doing a lot better. Yeah. I mean, in a country like this, no one should be homeless. There should be, you know, it should be very easy, but I don't know. I mean, I can't complain because other countries have it really bad, you know? Thì mình đang đi trên đường thì mình nhìn thấy một người ngồi cũng rất là đáng thương các bạn. Họ cũng không nhà, không cửa, không vợ con. Và mình cũng phải giúp ghé thăm để mình giúp anh ấy. Hello. Thank you very much. Thank you. What's your name? Richie. Thank you very much. Thank you. You don't working? Sorry? You don't working? No, I just got attacked. What happened? In St Albans near Woolworths. I had to have plastic surgery on my eye. Broken nose inside and outside. I got a cracked jaw and a broken hand. So I'm working, not working. I don't know who it was. They knocked me out. I don't know who, how many. No, no good. Not working. I don't know who it was. Are you hungry? I'm gonna buy something to eat soon. Yeah. You have family? Do you have friends? Not many. No family? Only you? Yes. No how? I'm camping on a couch. My uncle's couch. But he doesn't want anybody else to live there. He doesn't want me to live there. So I've got to try and find somewhere to move. Do you live here? I live all around. Yeah. Yeah, gonna drink, yeah.
Look, you very tired. Yeah. The first time I see you. Yeah, a lot. Oh, thank you so much. Thank you. Yeah. Thank you. Bye-bye. No worries. À, thôi video mình đã dài rồi, mình xin dừng clip ở đây ha. Hẹn lại các bạn ở những video sau ha. Mình sẽ làm nhiều hơn ha. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình để có động lực làm thêm nhiều video khác nha các bạn. Bye bye.